cái gì đó bà nội? Chiếc áo khoác có nhiều lợi ích, luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho khách hàng. Vì vậy, sở hữu một chiếc áo không chỉ có khả năng chắn gió đỉnh cao mà còn có thể giữ những hạt mưa nhẹ trôi qua không hề hữu hình. Nhờ vào công nghệ trượt nước DWR thần kỳ. Và không chỉ vậy, nó còn là một chiếc khiên chống nắng cho những ngày hè. Bạn có thể tự hào bước ra ngoài trời dưới trời nắng hay gió bụi mà vẫn cảm thấy như được bao bọc trong một lớp bảo vệ siêu nhẹ. Đây chính là chiếc áo khoác lý tưởng để các bạn chinh phục mọi loại thời tiết mà vẫn giữ được phong độ cool ngầu. Một trang bị không thể thiếu trong tủ đồ của bạn. Những tín đồ yêu thích phiêu lưu và thời trang nghe có vẻ khá phức tạp, nhưng các bạn sẽ hiểu rõ hết mọi thứ trong video này. Xin chào, hôm nay trên kênh Trang Nhã Vi Kinh, chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn một trải nghiệm hoàn toàn mới và đầy ấn tượng. Sản phẩm sắp ra mắt này được thiết kế đặc biệt cho các bạn và chất liệu tạo nên nó chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ. Hãy cùng khám phá các loại vải độc đáo này ngay bây giờ. Như các bạn đã biết, chất liệu vải là một yếu tố then chốt trong ngành may mặc, đặc biệt đối với những sản phẩm thời trang và thể thao. Đây là một loại vải cao cấp được thiết kế để mang lại độ bền, khả năng chống thấm và vẻ ngoài tinh tế. Loại vải này được tạo ra từ các sợi siêu mảnh với cấu trúc da cường, đảm bảo sự bền bỉ và chắc chắn vượt trội. Đặc điểm nổi bật của cấu trúc sợi này là khả năng chống rách, lan rộng. Khi các sợi được dệt chặt chẽ với nhau, chúng tạo nên một cấu trúc vững chắc, ngăn chặn sự rách không mong muốn, từ đó tăng cường độ bền và khả năng chống rách cao cho vải. Vì được làm từ các loại sợi có đặc tính mỏng nhẹ, chính điều này khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho những sản phẩm cần sự thoải mái và linh hoạt. Để tăng thêm tính thực dụng, loại vải này được phủ thêm một lớp DWR Durable Water Repellent, cung cấp khả năng chống nước. Lớp phủ này hoạt động theo cách tương tự như lá sen vậy đó. Khi mà được tiếp xúc với bề mặt hoặc thành phần kỹ nước trong lớp phủ sẽ đẩy nước ra, ngăn không cho nó thấm vào vải. Điều này làm cho vải trở nên hoàn hảo trong điều kiện mưa nhẹ và ẩm ướt, giữ cho bạn khô ráo và thoải mái trong các hoạt động ngoài trời hoặc hoạt động ở môi trường thời tiết biến đổi. Với những đặc điểm vừa đề cập, bạn có thể đoán là vải này được vận dụng vào đâu rồi đúng không? Chính xác, chúng tôi sử dụng chất liệu đặc biệt để tạo ra sản phẩm hoàn hảo cho thể thao và hoạt động ngoài trời. Tôi biết một số bạn có thể lo lắng loại vải này sẽ không phù hợp cho những người đổ mồ hôi nhiều hoặc hoạt động ngoài trời, nhưng đừng lo, chúng tôi có giải pháp cho điều đó. Khi loại vải này kết hợp với khả năng thiết kế của Viking, bạn có thể đoán ra được điều đặc biệt sắp xảy ra rồi đúng không? Đúng vậy, chúng tôi chuẩn bị ra mắt một siêu phẩm độc đáo, chiếc áo khoác chạy bộ chống thấm hoàn hảo. Nhưng điều gì khiến nó trở nên đặc biệt và đáng chú ý đến vậy? Hãy cùng chúng tôi khám phá trong video tiếp theo và bạn sẽ thấy vì sao nó trở thành một món không thể thiếu trong bộ sưu tập của bạn. Sau đây là quá trình sản xuất của loại vải trên trong công ty của chúng tôi. Thank you.
Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm like để ủng hộ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.